chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Con này mười mấy cân này, mười mấy cân phủ dài ấy. Thôi rồi đấy, nhưng mà về đến Hà Nội nó cũng ngọt củ tỏi này. Con này chắc mà củ nào cũng đều. Con này phải mười mấy cân, mười mấy cân. Con này thế này, nhìn như cái. Xin chào mọi người đã quay trở lại channel của anh em mình Tam Mao TV. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ review cái bộ sản phẩm. Hôm nay bọn em sẽ review bộ cầu cá của bọn em cá. Hôm nay anh em gọi đánh bắt xa bờ. Mấy năm liền? 4 năm. Đấy à, đây là ui đấy hàng của anh em, hàng to này mọi người, sản phẩm của anh em. Đấy. Đấy, ui chặt sản phẩm của anh em nhá. Ui 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 ui. Mấy con đấy anh? Cần thủ ba con. Bốn con. Con mình gần như được đẻ. Cái này nhìn như cái quýt. Được, hôm nay mình sẽ làm khoảng tầm ba con như này thôi. như cái quýt. Bây giờ Mao đệ đâu ra lấy cần đi. Ok. Anh em mình tiếp tục lại quay lại giày bêu tiếp. Ba người đây. Anh ấy lôi cá đi tù. Thời xưa mọi người thì đánh bắt xa bờ thế này. Đây là Mao đại ca còn mang cả điếu này. Đây là cái máy quay hiệu Shimano. Shimano. Ngoài nữa đấy, chẳng biết cái gì ấy. Điên này. Quay Shimano này cần mới mua mà con đại ca mới mua bộ này. Còn một ngăn nữa, còn một ngăn được cần nữa. Đấy. Đây là cần của vợ Marika. Đây. Cần Shimano. Đây là cần của vợ Marika. Shimano tiếp. Chắc bộ Shimano. Cần thử của đi. Đây là hai cái cần thử của Marika. Đây là vợt đựng cá. Đây máy quay của Marika này. Máy quay thì thế này. Thế rồi. Đây cũng cần của em này, em cũng có hai cần. Máy quay của mình đấy, hai cái. Cái đàn cá nó còn hay hết. Ấy, mắc. Còn nguyên đấy. Cứ đồ ra. Đồ. Này xin lại cái ổ. Lấy cái ổ này. Đây này, cả cái máy này tí này. Con đánh bắt xa bờ sáng tận Việt Trì. Cần thừa của Ma Đại Ca. Shimano. No. Anh ấy lại còn dán vào cái tí nữa mà kìa mà treo đụng bóng. Nó đang xanh nha. Ở chỗ đầu ngọn này còn đỏ lỏm. Đỏ lỏm. Đấy. Shimano. Cứ đưa ghế đây lấy chỗ. Đây, ghế đây anh ơi. Đâu vừa cầm cái ghế đâu nhỉ? Đúng rồi. Hả? À, mãi đây. Đó không phải cái ghế xanh mà. Ghế nào nữa em ơi. Vừa cầm chạy đâu ấy nhỉ? Trùng cầm. Cậu em vừa cầm ra thấy cá sướng quá em chạy không đến nơi phải không ạ? Anh vừa để đâu mà? Cái ghế này. Không, hôm đầu mà. Thì ghế nào chẳng như ghế nào. Tâm lý. Đi vui đó mọi người, đi đi chuẩn bị thì đêm hôm qua. Mấy con khủng long nhấc lên à? Chưa đâu. Mày giờ mày muốn được rồi mua chúng một con đi, sau này được nữa nó mày không được rồi còn lọc lọc cơm. Đây cái tiêu chiếu này. Làm mình xin. Không có chỉ dấu hết cả. Chắc muối chứ mày đánh được đéo đánh được đâu. Đánh được nhưng mà cái gì dấu. Đây là để nước phải không? Túi đựng cá này. Khả năng là hơi bé so với mấy cái con cá khủng long kia. Xa, đâu? Còn những cái rẻ, cái này là ô này. Ô dù. Ô thì chưa cần. Tắm dần đi có xương anh.
À, em đi câu cá lóc nhé. Nhưng anh xin em đi câu cá lóc đấy. Nữa lắp cần đi. Tí nữa mới lắp. Không biết là không. Mọi người theo dõi anh em mình sẽ đi bắt. Tí nữa em mới lắp. Tí nữa xin được đấy. Xong kia xong kia câu. Ôi vượt tôi mơ sáng mắt đã đông luôn rồi. Này khai trường rộng lắm. Ui ngoài kia có một người chính rồi. Đâu nhỉ, nó đang tụi... đấy thấy chưa mọi người, thấy chưa, hai đang đánh chung một ổ thôi mọi người, thấy chưa đấy. Rất tiếc là hơi xa chứ không mình chạy sang đấy cho mọi người xem. À, đây. Chắc còn cả tổ mình nhỉ. Để mình sắp được mình chắc sắp được rồi, yên tâm. Mình không phải là dạng vừa đâu. Vừa đâu. Bốn con đấy. Em rất chó. Rất hấp. Xích. Xích, họ xích. Xích. Hàng nhó tí nó vượt xuống. Nhấc lên luôn đây này. Để đỡ. Úi giời ơi. Thằng này rất chó đấy. Con này mười mấy con. Đây, xích. Bên này anh ta mấy con phủ. Dài ấy. Thôi rồi đấy. Nhưng mà về đến Hà Nội nó cũng ngọt củ tỏi. Này. Chắc mà. Con nào cũng đều. Con này phải mười mấy con. Mười mấy con. Con này thế này. Nhìn như cái phít ấy. Con này bé hơn. Tỏ thú nhập. Nước hơi nóng thôi. Để nó đi đỡ sóng nóng thì nó vui vẻ. Hai con rồi. Con này bị trước mang này. Quá kinh khủng mọi người. Con này phải hơn đĩa. Thôi không cần. Ba em. Ôi. Con kia bị. Anh phải mua cái xích này này. Kéo dính mang. Xích. Cả hai người là dùng xích mọi người ạ. Dùng coi vào đấy cả vui rồi. Dắt như kiểu dắt chó. Cho lắm nước này anh. Cho mình nhiều nước này. Con nào sửa vỡ vỡ mày để bà còn cổ. Con giữa này. Bà còn gân đều nhiều. Nghi đi vào. Hơn yến. Cái lũ. Cháu đệ chào các cụ đi. Chào các cụ non nhé. Hôm nay ra tay nhá. Bà khủng lòng đại bác. Bây giờ mình phải sang tự bắt. Đông Xu đây nhá, Đông Xu ai rơi này. Đông Xu. Đây. Đây là một cái vảy của nó. Đấy, to chưa. Giờ bắt, anh em mình sẽ bắt 5 con. Đây, cần thủ đã trúng. À, trôi. Trôi trắng. Ăn được. Ôi con này thì nhấc. Nhấc. Con này phá kinh. Nói chung là cá nào cũng tợp được hết. Tợp hết. Đúng rồi, tao mau đâu. Mày lấy ra củi đốt thì nướng hiểu không? Lấy tao mau đâu, tao mau. Đốt luôn. Đốt luôn. Cho đốt nữa. Đốt đâu. Phải không? Có củi. Con đốt đâu. Vào trong kia lấy củi đốt quay luôn nữa. Đốt luôn. Tao đệ đốt luôn. Đốt luôn nữa. Chén luôn đang đói. Bỏ mua ra cho con cá này vào đốt nữa. Bỏ mũ ra, lạnh thì lạnh. Chú đốt luôn đi, con cá là đốt nướng. Chú còn được giật, còn cháu chưa được giật đây này. Bỏ mũ đốt luôn đi kìa. Để đây cho tao mau đốt luôn chú ơi. Đốt luôn nhá, cháu đốt luôn nhá. Dạ. Đốt vào đi, để cháu đi. Cháu kiếm củi nhá. Cháy lên. Kiểu này lại trên TV rồi. Thôi lại lên truyền hình ngay. Không phải mai mẻ mai mà mai chú giá. Cây thì xiên cả cái. Đây này. Và lấy cái này này. Chẻ đuôi cho này. Đi câu phước ơi. Đây nó kia. Anh ơi. Cho xin cái này kiểu. Kiểu này đang không ấy thì không bỏng lắm. Cao quá, không, lửa ra quá. Không, hạ bớt. Lửa mình nướng lửa mà. Đấy. Nướng lửa nhưng mà cho nó. Đây là ba anh em ở Tam Mao. Chốt. Vừa đang ngồi kia cầm cờ. Bỏ mũ đứng ở đây. Bỏ mũ ra. Bao ca đang nương ca đấy. Ai mà cắt kiểu tóc đấy mà kêu lại.
đang chuẩn bị nướng thì phải chạy sang bên chỗ ông anh ông câu làm phát con mười mấy cân. Đâu tao mau con đâu rồi? Mau đệ đâu rồi? Tao mau mini. Mau đệ, đây. Cô em vào khu 2 chú hát và chiếu rõ chứ. Hôm nay hiện tại đang rất chúng cần. Chắc là các cụ đợi ngày mai. Hôm nay thời tiết ông ơi. Ô, đang được rồi mọi người. Nó phải sống sống tí nó mới ngon. Lại tăng mau rồi. Ba hộp thế à. Tiếp tao xuống chạy nhá. Cá nướng khổ lồ à. Con này mini đâu. Đi tôi ơi. Mưa thì đứng đây xuống, đứng đây xuống. Không. 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 Tám anh em đi, chẳng lẽ... Anh em đuôn con bé cho nha, tí nữa anh em đuôn con trâu đen sau. Trâu đen sau. Trâu đen sau nhá. Báo đây. Nó đang mưa, củi nó chưa cháy. Cá rất thơm. Rồi. Cá này là tự nhiên nên là... Mà là bảo chín luôn đúng không? Chín. Ui. Đây, mình lấy bát đây. Bát kia gì? Bát trước mặt em ấy gì? Anh hello nào anh? Đây. Hello. Con mèo TV. Hello. Con sao được hết cả vịt. Con mèo sư đại đâu ạ? Mà để đâu? Tốn bao nhiêu tiền điện thoại? Linh. Anh gọi mèo sư đại lên đây. Mọi người nốt mà em. Hello đi. Hello anh. Anh em mình làm cả. Dừng câu lại anh lên. Anh. Hello anh ơi. Xin chào tất cả mọi người nhá. À anh ơi. Sư đại đâu rồi? 50 và trái đâu? 50 nhá. Lấy cái bát này công nhận chị. Uống nước muối này. Mời mọi người nhá. Đây đâu rượu với mau mau su đã này Hải ơi. Rượu phụ thọ nhạt hơn rượu Á Vì rồi. Đây không về chị ấy. Rượu này tu hết nửa chai. Tu hết rồi ra la. À hết nửa chai. Được rồi, được rồi. Nhưng mà tu xong rồi cũng đi rồi. Tu là gì đấy? Đấy, mời anh. Rồi anh uống đi, uống đi, uống đi. Chào đi anh ơi. Anh uống chứ đi. Em đi làm mướn. Làm gì? Mướn. Cô Châu làm cái gì? Mà đun đấy. Linh ơi. Ngon lắm. Thử miếng cá nướng. Ngon mất phào à? Đại ca. Đây đây. Ẩm thực Tam Mao đấy. Đi đi. Tam Mao. Anh mất phào anh. Vừa rồi. Anh mời anh. Đây. Qua đại ca làm phát đi. Đây. Đây. Mong tôi đã lên rồi. Rồi anh em phát rồi hả? Cho Tam Mao dòng cá. Cho tao mau rộng quá đi, để tao mau chính cống này. Quay đây cho anh nhìn bắt lại để. Đây. Hai bên thằng này có điều cười rất sướng đó. Đừng cho mau bé rộng, mau bé rộng nó lôi cả mẹ cả cân lẫn người hô ấy. Người chào bắt để cho nó máu. Rồi. Cây khủng luôn đi, cây khủng luôn. Cười mình riêng cả ngày có điều cười nghe nó rất sướng. Lên nắng không hả anh Tuấn? Ui. Ui con này ui. Nó nóng bê lái rồi. Lật mà nóng còn thật. Cứ nới vừa máy để vừa máy. Đó em muốn lật cái nào anh mất lộn nào. Thôi mau cười đi. Bỏ vượt chỗ đây. Cười đi. Cười đi, cười đi. Mau đệ đây. Mau đệ vào đây. Tỏ thôi rồi luôn. Mau đệ đây. Lật lên đây, lật lên đây. Lật lên. Đi xuống, xuống. Rồi. Rồi. Ôi giời, còn mặc tí. Vào kho. Vào kho. Kính rồi. Xa xa. Đầu ỉa. Rồi, sao? Kim đứng. Đừng cầm. Làm vỡ mồm luôn. Khóc luôn đấy. Đấy, lưỡi nó bắn mồm. Anh cái kim kia này. Này là mau đẻ à? Anh em tao mau đến hồ câu nhá. Con này đúng là mau đẻ đấy. Mau đẻ. Cười anh.
Mẹ nghe giọng cười mày nó sướng như gần 14 cân. Cho mau đẻ nó ôm cái này. Ôm mau đẻ, mau đẻ đúng ôm này để đẻ. Đáng nghe đi mẹ. Mau đẻ luôn đi nhẹ tao mau. Ờ để nè anh em đi với đang đi về kia đang đi. Để đang đi quá thì tiếp tao đi tí nữa gọi nhá. Mau đẻ. Ôm ngay. Không. Ui. À. Đấy, giấy to rồi. Giờ mau cho nhắc thử quên này quên này nhắc thử quên không đây mày để anh xích xích cho nhạy xích quên quên mau để cười phát cho nó sướng vào đây sơn tay em mới sơn áo cọc xích rồi đấy đấy đưa em xích nó lại nó xích nào được nó biết xích đâu mà hết đeo gì luôn nó nuôi nhạy vào như này. Nó xích cuốn cái dây này cầm cái xích đứt xích không xích bỏng quanh nó chỉ 14 cân mau đẻ xích đâu người chỉ có túi to hơn mau đẻ rồi người thật sẽ phát cuốn này đứt một kiểu mày đúng không còn mặt mày dần dần kiểu gì giải được anh không anh bảo xích bảo xích lại không lo gì phải không cá vẫn nằm dưới ao mà tỉ nhẹ lắm tỉ nhẹ mớm mớm phát xong xuống luôn đây tao mau đây mày xuống chụp ảnh đi. Tóc dài thế mày. Tóc dài mất rồi. Lửa bên kia cháy to hết ra rồi. Ủa trong mà Khang. Bác này trong mà. Kinh điển, kinh điển. Con đầu tiên ạ. Tròn vuông tam giác. Cái quả xe của mày. Ê, mau đấy. Mau đấy. Ê, cái quả xe mày kéo bưởi đâu rồi? Đúng rồi, đem quả xe đem mày kéo cá. Cho đem đây. Trực tiếp luôn. 15. Xích. Đi xích cho. Là cái đẹp ấy. Nhẹ nhẹ đừng nhìn nha. Chắc cần đi. Ôi giời. Nó cắn cụm ngón tay nhé. Đứng trong con mang. Tay ngón tay. Đấy đưa cho mau đợi cầm một xích ngọn cá lên. Xích của đã xong mày muốn cầm nào mày cầm. Cầm thế nào được. Cầm được. Nó lôi mẹ xuống hồ. Nó nặng gần 10. Cá là phải hơn 10 con này phải. Đấy được rồi, đấy đưa mau đợi cầm xích. Buông lại anh ơi, buông lại anh. Cột nó lại vào cặp. Thằng giống so chạy thằng nó. Đây có đến nướng. Tao bao mà đem nướng. Mày phải có đến nướng thì đi ăn nướng kia bé lắm. Cho ba con đấy là ba để. Bê lên chống cần trong ra cống là bụng. À đây có cọc rồi. Cọc đấy. Ui, đây là mau ca đi chăn trâu cô nhá. Chăn trâu hôm nay dắt trâu. Tôi cần chăn đến phương tắt. Đấy buộc đấy được. Kìa lại xuống ạ. Cào vẫn đầu cần trên đi theo. Chúng em không mưa anh ơi. Đây là xích đây đã mọi người. Để bắt thêm nhiều hàng khủng. Thôi thả đi, bỏ qua thả đi. Bắt thôi con nào ở băng bao đệ ấy. Về để luộc. Băng lên nướng đi. Luộc nhẹ. Không đánh vảy nó đi ăn vảy thôi. Thả một cá ra. Tiếp tiếp. Tiếp chắc đi. Mấy con này. Hơn 40 cân gì ạ? Con này. Ờ. Cùi hạt. Ây, chết chết rồi. Bổ luôn anh ơi. Không là nó ươn mất. Đây chiến lợi phẩm. Wow. Con này nó tầm cỡ 20 cân. 12 cân. 12 cân thì cất củ. Quay sổ củ. Cất củ. Mổ. Bây giờ sẽ mổ để chế biến các cổ sẽ vậy? Nướng cả lông rồi nhỉ. Cá lóc. Con cá này to rồi, cho vào kìa. Chiên nướng thịt bò à. Nướng bò này mọi người ạ. Siêu kinh điển. Đây nhá, kéo kéo ra đây. Ôi, có trứng à. Có trứng à. Có trứng à, ui, để ăn đã nhỉ. Con này cả cái nhá, con người cả cái nhá. Cả cái. Ôi mời cả người rồi. Dân được rồi. Kéo nhìn tay em ơi. Khả năng sạch mẹ là lô nít. Xiên xiên. Ai đã ai rồi. Không xiên được đâu. Được, ra thôi, ra thôi. Ra rồi. Dài quá. Ôi, quả dao sáng nhỉ. Đúng rồi.
hơi nó còn vẩy. Trời ơi. Làm gì đấy? Chờ giúp không? Nhẹ nhẹ nhẹ, bốn bên. Đưa đây anh nhảy chứ. Đây này, anh này to. Anh này anh lôi đó. Đấy. Đây, mọi người đã thấy Lê Tê Phê chưa? Lê Tê Phê à? Hàng Phú Thọ nhá. Hàng Phú Thọ. Đây không phải cá Phú Thọ đâu mà là hàng Phú Thọ đấy. Hàng chuẩn đấy. Mình đứng sang kia để anh chào các cụ. Anh Khang chuẩn bị ra mâm đây. Anh Khang chào các cụ nhá. Hàng Phú Thọ mang về nhá. hàng Phú Thọ rất là ngon. Chưa đâu. Cụ Khang dắt từ Phú Thọ. Chưa đâu ấy. Chưa, em đã nấu đâu, đang ở ngoài mà hết ra rồi nấu. Đang mưa gió. Nhậu là đẹp nhất. Cho luôn ra cái cả đấy hả? Từ nào. Chín rồi. Nặng hơn. Hôm nay sinh nhật anh Hạ nhá. Người ai cho đến anh Hạ. Ê, mày cho ra đây cùng nó có thể. Cho cái mâm đâu. Cho hai cái mâm đây. Hai mâm. Nó mỡ. Mỡ. Ê, nó bỏ xuống đi. Bỏ đi. Kim. Kìm đó, kìm đó, cả căn luôn. Không phải ngồi rồi đấy. Kéo cắt nào được hơn chứ. Ờ, thì kéo để cắt được rồi. Kìm để cắt vào cái kìm để không cắt được. Kìm để ấy vào dây thép. Nó to, nó dài. Thơm lắm mọi người ạ. Kìm hai cái mâm luôn. Năm bệt ra. Thơm nhỉ? Thơm nhỉ? Nhưng mà đáng nghe là quất nãy gần chín quất ít gia vị và thì ngon. Ông ngày hôm nay một sao bùn ông người lùi vào nó à? Người một con cứu anh ơi, cứu em với. Nó đâu nó mày người cứu em với. Mày để cha lô xuống luôn. Ôi ôi ôi. Cứ tí mà quay nó thì ghét nhờ. Kịp thì mày hết đi. Đúng rồi. Nó câu nó giật mà. Đâu có nên nó tự ăn nó mồm không? À thế à? Sau ốc là gì thôi. Con ở trong câu run hay được quét đấy. Thỉnh thoảng nó làm con khoảng 20 cân. Nhưng mà cháu lại thả. Thả run nó còn rơi điếng. Ôi anh cứ chấm đâu. Ôi cái hỏi em tỏi cái gì đâu. Cả ấy. Mất miếng nữa. Ôi trời. Ôi trời. Ôi cái bộ ổ bịa ổ nó đâu anh. Trong cái gì ạ? Bịa nấu dưa. Cái gì? Cái gì? Cá chuột, chuột cá. Anh bị thối rồi. Tuổi được mà em. Đấy, cái dâu đấy thì cắt được. Ấy là tao bắt muối nhá. À. À, cắt đôi. À, từ từ. Muối không có, không có gì đâu. Cẩn thận nó bớt vào mặt đấy. Nào, đây. À. Để nó nằm mà chút. Tút hay là thế nào nhỉ? Tút hay là nào nhỉ? Xẻo, dạy cá, rồi dạy cá. Cắt đôi nhá. Một lòng em cắt được bụng đấy. Đấy, cắt bụng đây là đúng rồi, cắt bụng đấy. Đây là bắt đầu mổ cá nhá mọi người nhá. À, thấy chưa? Xẻ cá. Vàng chưa? À, trong này nó vẫn còn một cái thanh sắt. Đâu? Rồi đấy. Ủa, con ốc vẫn ở bụng nhỉ? Nam. Đâu hả? Đấy, cắt thanh sắt này đi đi. Đưa đưa, kìm đấy. Kìm đấy ra, cắt sau sao được không? Cắt ở trong, lấy cắt ở trong. Được. Anh luôn được. Cái này là cái kim này là trong một con lươn cắt mà. Thấy này, được không? Rồi, nhớ được các cụ ạ. Anh trái biết ta. Chẳng nào giờ 31 tuổi rồi. 31 nổi bánh trưng. Mở. Có im cá chín rồi để anh Khang còn ăn. Anh thường vần một lúc nữa là đang luôn. Nhưng mà thằng nhằng mình thả lấy nhẹ của câu lạc bộ nữa đi. Cái nữa. Linh cắt, tao cắt được thế nào? Cái này thấy tao ăn trứng quá ấy. Cô con ăn em không nên ăn, vì hôm nay sang để tiếp chiếc. Không, biết là có cá. Thế nào chảy lên mấy? Cắt rơi nó ra thế này, không cắt vụn cũng có mà ăn hốt. Gái Dung kiểu chứa đấy, ăn mẹ cả cái sắt ấy. Phải là hóc trơn mắt đi. Đấy, đúng không? Em tưởng con này có trứng anh. À, trứng trong kia, trứng cái phịa rồi kia. Cắt đôi nhá, cắt đôi nhá. Phá đôi nhá. Ai da, mọi người thấy thịt nó trắng nhờ. Ngon kìa. Ôi thịt đấy. Kinh điển này. Nó như trương nhỉ. Chà chà. Bắt đầu tùng xẻo ấy. Em đã dùng dao đấy.
Ơi, kéo lô xôi đâu anh ơi? Nhấc hẳn cái mâm cho nó xôi vào nhau. Không, từ hôm kia đâu bọn em. Bố em về, em đi ăn cỗ. Cường cũng có mắt. Nó chỉ được lít thôi. Con này. Rồi, đi vào kho đây, vào kho đây. Khanh như Khanh thủ lợn một cái là thủ. Vào kho, vào kho. Đấy, cứ để hẳn vào giữ luôn hai con sân rồi. Ủa, hãy. Không đủ cân hạt đấy mà. Hết giờ. Hôm nay có ba, con này làm thành ba món luôn kìa. Chị ơi. Biệt cá nấu chua chua. Cá đang ăn rồi. Bảy cá xin rồi. Bảy cá xin rồi. Món này là món chính. Lúc ăn bảy cá bao giờ chị ạ? Cả nước cả lông. Hả? À, còn đây là nước canh cá tím. Nước canh cá tím. Lâu rồi. Một chén. Cô uống không mà hồ chén. Nó uống. Nó uống một chén. Cái chưa là chưa là nhiều cái tao chưa được cay lắm thế ông hôi không uống gì chín hết nhé chín hết này bé không uống ăn đây bán đi nhé bây giờ đoạn này gió nóng rồi đấy rất mồ hôi à xem có ý kiến gì kiến gì hôm nay sinh nhật thôi Mời chú nhá. Các cụ nhá. Mời các bà bên nhá. Thấy xoay đi cái tí nữa để thịt cá nó kinh nghiệm. Nó này đúng hình lá hay đồ này. Ôi quả ra hôm nay với anh ấy phải cửa ra để chọc sát qua mà xin được. Nửa con nửa cái này. Sao hôm nay cái sắt này để cửa ra nhá, kéo nó ra nhá. Thôi em rồi, kéo á. Đây chén của Dũng này này. Ơ, cái này để ăn được hơn. Thế cứ để đấy, 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 cứ chuột cá. Cá đấy, bố, đầu. Ăn chuột. Chuột. Này, chủ, cái chuột. Này, bảo đệ, ơi, trứng này, trứng không? Trứng không ăn được đâu, cái gan này không ăn được đâu. Tinh hoàn đấy. Này. Ui, trời ơi, lại thế. Trứng ngon. Nó ngon, nó ngon. Trứng ngon. Trứng ngon ngon á. Này, ngon. Này, ngon. Đâu ơi. Này, chả mấy khi gắp cho mấy cái vảy cho ăn cho nó mát ruột. Đúng đấy. Đúng đấy. Đông bếp còn đôi đũa là. Trứng này ăn nè. Đây cho mọi người xem mà ôi hơi nó hơi đây, tối mà vậy. Uống luôn chén này. Dạ vâng, chén nào? Quả này. Có giá lấy người giá. Kinh điển. Thịt vào đây. Ai cứu chúng nào? Sao cần thủ mà Khang Trần. Đây nha mọi người ơi, da của nó này. Đấy là cân thủ Khang Trần có nickname là nickname Facebook là chưa một tình yêu nhé. Khang cô đơn, Khang cô đơn. Khang cô đơn. Và đây là cân thủ đã hạ con cá này và anh tên là Hạ luôn. À, thôi. Hạ từ đen. Thôi clip này. Không đâu là anh Hạ từ đen. Clip này anh em mình xin phép kết thúc nào món đi. Để anh em mình có thể ngồi trên chén để cho nó tại vì tối quá mình không quay rõ được. Và xin chào tất cả mọi người nhá, mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh ủng hộ anh em mình nhá.